Đây nhá, chào các bác nhá. Đây là mạch game audio này. Chip TPA 116D2 này, chip 32 chân của Mỹ này. Đây. Bản này lại rẻ nhá. Điều là mạch game audio cả. Thế không fake đâu. Tụ. Chip 3116D2. Còn đây là tản nhiệt của nó nha các bác nhá. Công tắc hay cái chế độ bật tắt Bluetooth. Đây có dán tem bảo hành của shop, yên tâm ạ.